Chắc hẳn chúng ta ai cũng biết đến các loại táo. Táo là loại trái cây rất tốt cho sức khỏe, ví dụ như ngăn ngừa ung thư, giúp xương chắc khỏe, bảo vệ não bộ, có ích đối với hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ tiểu đường. Và một công dụng không thể không nhắc đến, đó là việc hỗ trợ giảm cân một cách cực kỳ hiệu quả. Kẹo táo Cao Quan là loại sản phẩm không thể bỏ qua cho những người mập lâu năm, cơ địa khó giảm, cơ thể bị nhờn thuốc do sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân. Kẹo táo Cao Quan là sự kết hợp từ các thành phần thiên nhiên như táo Mỹ nhập khẩu, lá sen, chè vàng, cần tây, cacao, collagen loại 1, vitamin C, có tác dụng đốt mỡ trong cơ thể. Đặc biệt những vùng khó giảm như bắp chân, vùng tay, vùng eo. Sản phẩm không gây bất kỳ tác dụng phụ nào, không gây mệt mỏi, mất nước, da không nhăn nheo, không chảy xệ và đặc biệt không gây tăng cân trở lại. Giảm ngay 2 kg chỉ trong vòng 6 ngày. Kẹo táo Cao Quan, bí quyết giúp vóc dáng thon gọn,